Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em xem video này vui vẻ và cũng như đỡ lại cho Khải và cũng như cao thủ Minh Trí một like, một chia sẻ. Và ở video này thì Khải muốn show cho anh em xem một ạc đường môn Minh Trí. Ạc này thì theo Khải biết là ạc này là khoảng cấp 99 rồi anh em, cấp 99 còn 100 rồi. Thì dạo gần đây thì anh em hỏi Khải là tại vì sao nhiều đường môn lên top vậy. Và anh em có xem trên kênh Khải thì cũng biết. Thì đường tầm này thì anh em nhìn sơ qua cái bảng top tống kim thì từ 1 đến 20 thì bên bảng khác này Khải cũng đã show anh em xem rồi. Thì trong cái bảng top này từ 1 đến 20 á anh em, thì nó dao động khoảng tầm 7 đến 8 đường môn rồi. Đầu tiên đó là những người Khải biết nha, nó Khải nói những người Khải biết nha. Nam Bi này, Minh Trí X4 này, rồi Nổ này, Sắc Thần này, Một Củ Hai Hạt này, Hạo Dân này, Phương Đẹp Trai này, rồi Gia Hưng này. Đó, những người đó là Khải biết là đường môn ấy. Là hiện tại trên này hết 8 người đường môn rồi. Thì đa số người ta là 20 ạc top mà hết 80 đường môn top rồi anh em. Thì đây là ông này ạc hạng 9 cho anh em xem. Và giết 115 mạng. Đó, thì theo phong phanh sơ qua thì Khải có biết thì ông cắn lệnh bài phi tóc và có thể cắn thêm cái gì đó thì Khải không biết, nhưng mà làm gì làm đường môn đánh tống kim phải đạt tóc 201 thì kết mạng mới ok anh em. Đó. Đây. Cho anh em xem qua set đồ. Còn đồ Khải thì chưa sắm được gì anh em. Đồ thì ok rồi mà Khải đang thiếu cái nỏ. Sắp tới Khải sẽ sắm cái nỏ, Khải sẽ đánh cho anh em xem nha. Đây cho anh em xem sơ cái nỏ. Đây. Nỏ sức thương 35 dòng 2. Đó. Nó xuống từ 35 dòng 2, xuống 3%. Rồi tiếp tục là một gia truyền thổ 4. Đó. Thì đường môn khỏe hay không là nhờ vào cái nỏ anh em. Cái nỏ cấp 10, sát thương 35 với cái này phần trăm nữa. Cái nỏ này lực tay Khải thấy quá là chắc đấy. Lực tay ạc này Khải nghĩ phải hơn Khải khá là nhiều. Ạc Khải mà tầm 2k2 đi. Ạc này bèo bèo phải lực tay thiên la. Khải đang nói lực tay thiên la sẽ biết ở kết mạng nha. Thì Khải nghĩ lực tay ạc này ít nhất phải tầm 2k6 đến 2k7 nè. Ít nhất 2k6 đến 2k7. Đó. Thằng cây vũ khí nè anh em. Rồi. Nón phòng thủ 19. Rồi, bao tay phòng thủ 18. Đó, đai lưng làm chạm 30. Nhẫn làm chạm 30. Đi theo hướng phòng thủ nè. Nhẫn kháng hỏa. Giày kháng hỏa. Đó. Ngọc bội làm chậm sức lực. Đó. Thì tính sơ qua thì set đồ này thì hiệu ứng là 80 chậm nha anh em. 80 chậm từ ngọc bội này, sức lực cao này, nhẫn này. Đai lưng này. Đó. Thì ông chơi dòng 1, ông chơi dòng 1 nên là mặc được cái dòng phòng thủ lý từ bao tay. Bao tay dòng 1 phòng thủ lý 18. Và nón phòng thủ lý 19. Đó. Thì ạc này chơi theo hướng phòng thủ với lại 85 chậm. Đó và thôi anh em. Thì anh ta cũng đánh lên tốt. Thì anh em nghĩ như thế nào rồi? Tầm này thì cứ thiên la mà quất thôi anh em. Cứ thiên la mà vậy, cứ thiên la mà vậy. Tại vì cái đoàn thiên la khả nghĩ nó sẽ hơn 512 thì cứ thiên la mà quất thôi anh em. Một cái nhận khá là đẹp, sinh lực cái khoảng 15, sinh lực quá đẹp luôn. Cho đường môn. Đôi giày. Đó. Thì cái ngựa nữa, nói chung thì đường môn tầm này thì Khải nghĩ thì cứ even hay không thì tầm cái dao động tầm 2k3 đến 2k5 là được rồi anh em. Vào tống kim thì có thể cắn thêm lách bù sinh lực cho mình lên 3k, hoặc là không bù thì đứng ở sâu sâu một tí, cứ thiên la mà vãi thôi. Đó. Anh này hôm nay được top 9 nên là Khải soi cho anh em xem. Đồ thì cũng không có gì VIP, không có đường, không phải gọi là cùi cho anh em. Đồ tầm này gọi là đủ chơi đủ xài. Đó. Như đơn giản hiện tại cái nón này thì Khải nghĩ cái nón này mua có giá tiền đấy, tại vì tầm này phòng thủ khá là mắc. Tầm này phòng thủ khá là mắc. Cái nón này Khải nghĩ mua ít nhất phải tầm 3 đến 5 kim. Đó. À, phòng thủ từ 3 đến cái nón này tầm 3 đến 5 kim anh em. Server này cao nhất hả? Cho anh em xem con này cao nhất khoảng 103, 104 nè. Đó. Thì dao động như vậy thôi anh em. Còn đường môn này thì hiện tại Khải nghĩ chiếc đường môn này cấp 99 chưa lên top mà Khải nghĩ 99 100 gì đó thôi. Đó, nhưng mà người ta là lên top là tại vì cái lượng đam nó đủ nè, lượng đam đủ là đầu tiên, với lại lách như thế nào thì tự người ta biết thôi. Còn Khải nghĩ thì làm gì làm phải có cái lệnh bài với phi tóc thì mới đạt được 201 thì mới kế được mạng trong tống kim thôi. Đó. Nón này như Khải nói là từ lúc nãy là 3 5 kim. Đó. Giá chiên này thì Khải nghĩ tầm 1 kim anh em, giá chiên này Khải nghĩ 1 kim thôi. 1 kim thì 70.000 nha anh em, 1 kim 70.000 Việt Nam đồng nha. Còn cái nỏ này Khải nghĩ là nỏ này mua chắc khoảng tầm 15 kim, 10 đến 15 kim đó. Khoảng cái nỏ này khoảng tầm 1 triệu ấy. Cái nỏ thì tầm 1 triệu ấy. Nói chung thì so với cái nỏ Khải thì nỏ này phải đẹp hơn nỏ Khải nhiều gấp mấy lần nè. Tại vì Khải đang tìm mua cái nỏ mới. Khải mà tìm được cái nỏ mới thì Khải đánh top tống kim cho anh em xem. Rồi, tiếp tục đây là một cái áo khá là đẹp, 19 30. Nội lực. Đó. Cái áo này Khải nghĩ chắc mua khoảng tầm 2 đến 4 kim, 2 đến 4 kim. Đó. Cái bao tay này Khải nghĩ chắc khoảng 3 kim. Phòng thủ 18. Này thì chơi theo hướng phòng thủ nè, mỗi người một hướng chơi. Còn như Khải thì Khải chơi 105 chậm và 60 thân pháp. Khải không chơi phòng thủ, Khải vào tống kim Khải cắn lách phòng thủ thôi. Đó, mỗi người một hướng chơi và kèm với 85 chậm. Đó. Xếp đồ thì anh em thấy nha, cứ đặt móc thôi, đặt móc 85 chậm theo hướng phòng thủ cao. Cắn hỏa thì được như thế này cũng tầm 30 cắn hỏa thôi, không nhiều nữa.
30 khán hội cũng tầm như Khải thôi, không được nhiều lắm. Đó. Đó, hôm nay là Khải chỉ soi đồ nhẹ cho anh em xem mà thôi, còn người ta xét đồ này bao nhiêu tiền Khải không biết nha. Rồi ok, anh em xem video này đừng quên cho Phương Chí một like và chia sẻ, cũng như Di Khải một like và chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Đừng mua nha anh em. Rồi ok.